Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Thì trước mặt quý vị và các bạn đây là một cái dòng sản phẩm mới nhất vừa về bên em, sản phẩm năm 2021. Đó là một chiếc đẩy mang thương hiệu DBL Cotic, model là D2500. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn qua cái giao diện phía đằng trước, một cái thiết kế và sự hoàn thiện rất cao. Sản phẩm chính hãng được thiết kế chi tiết từ những cái góc cạnh này các bác này, và thiết kế hai cái tay bưng rất dày chắc chắn các bác nhé. Thì chiếc đẩy này sẽ gồm có hai kênh, kênh A và kênh B. Mỗi kênh là 500W trên một kênh, oánh rất tốt cho một cặp loa bass 30 các bác nhé. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, với dòng loa bass 30 thì những cặp loa công suất lớn thì tới 400-450W. Đó là những cái sản phẩm chính hãng có công suất rất là lớn, thì với đạt được cái công suất là 400-500W một kênh một chiếc. Thì với chiếc đẩy này 500W một kênh, oánh tốt cho tất cả các cái dòng loa bass 30 các bác nhá. Và mỗi kênh thì có hai cái cột đèn nháy đây các bác, và sẽ chơi hiệu ứng theo cái tín hiệu nhạc. Và phía trên này thì có một cái đèn báo nguồn đây các bác. Vâng, thì mời các bác cùng xem phía trên. Phía trên sẽ có một chiếc tem mã QR để các bác kiểm tra cái sản phẩm trên trang web. Các bác quét mã QR này sẽ ra trang web của công ty SAL, chuyên những cái sản phẩm chính hãng của DB Aquatic. Và phía bên này thì sẽ có một chiếc tem để các bác cào và đăng ký bảo hành điện tử, cũng như các bác quét mã QR để kiểm tra cái series, cũng như là cách hướng dẫn để các bác đăng ký bảo hành. Thì thưa quý vị và các bạn, bên em luôn luôn mang đến cho quý vị và các bạn những cái sản phẩm chính hãng. Và đặc biệt với thương hiệu DB Aquatic này thì bên em cũng rất là vinh dự là đại lý cung cấp, được công ty SAL cấp giấy đại lý ủy quyền cung cấp các cái sản phẩm thương hiệu DB Aquatic các bác nhá. Vâng, thì thưa các bác, với showroom bên em thì với địa chỉ là 133 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn nào ở gần thì trân trọng kính mời quý vị và các bạn đến tại showroom âm thanh của bên em để trải nghiệm những cái sản phẩm thiết bị âm thanh chính hãng. Thì thưa các bác, quay trở lại với chiếc đẩy D2500 thì em xin phép được giới thiệu sơ qua về cái phía đằng sau. Về phía đằng sau thì các bác thấy là cái phần thoát nhiệt cho cái phần mạch công suất này. Và bên này sẽ có các rắc kết nối đỏ đen để các bác có thể kết nối thêm loa. Và đây là hai rắc Neutrik. Các bác dùng rắc Neutrik chuyên nghiệp cắm ra loa nhà các bác. Về phía bên này sẽ có hai cổng input của kênh A, kênh B này. Có cổng link, hai cổng link sang cái thiết bị khác. Ngoài ra thì các cái chế độ stereo, parallel hay là parallel này, parallel này. Đây, các bác có thể là sử dụng rất nhiều các cái tính năng các bác nhé. Bác nào mà muốn đánh súp thì con này các bác gạt Pride sẽ oánh 1000W, sẽ oánh được một chiếc súp hơi bát 40, bát 50. Có mã vạch series. Và đây là chiếc dây nguồn các bác, một chiếc dây nguồn để cấp nguồn điện rất là lớn. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, với chiếc đẩy D2006 với thiết kế rất mới, độ hoàn thiện rất cao, chất âm rất là sạch, sáng. Bác nào có nhu cầu thì hiện tại bên em đang có giá rất là tốt. Và đặc biệt trong chương trình lần này thì bên em có chương trình kỷ niệm ngày 30 tháng 4 sẽ có tặng quý vị và các bạn nào đặt hàng bên em sẽ tặng ngay một bộ pin sạc Kiwi. Vâng, thưa các bác, là bộ pin sạc Kiwi có trị giá rất là lớn các bác nhá.
Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em. Và phía bên này thì sẽ có một chiếc đẩy D2600 công suất mạnh hơn, các bác có thể đánh một cặp bát 40 hay là hai cặp bát 30 các bác nhá. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, video của bên em đến đây xin phép được tạm dừng. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em để có giá tốt nhất, cũng như để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Và quý vị và các bạn nào đang xem video này mà chưa đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nghĩa Thơm Audio, cũng như là chào đón những video mà bên em giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo.